ý ổ chim về kìa mấy ông, đúng độc lạ Bình Dương luôn, chơi nó làm trên cái nải chuối nè. Để tôi theo dõi vài bữa xem chim gì tôi báo cho mấy ông biết ha. Làm ổ kiểu này chuối vừa chín là nó ăn trước tôi rồi. Mà sáng hôm nay ra sau vườn dắt mấy ông đi thăm lại cái hồ thủy sinh bữa giờ sách úp nè, cũng một tuần hơn rồi. Wow, quan sát thì cây xanh mướt luôn, mấy cây thủy trúc nó ngồi lên mặt nước luôn rồi nè. Cây lan cũng phát triển bự nha. Thì trong hồ toàn là cá con không à, hôm nay phải vớt cá thả vô thêm. Giọt lên trên sân thượng vớt cá liền nè mấy ông ơi. Bữa có ông nào kêu tôi thả Dumbo bao đẹp luôn. Đây, hôm nay mình thả Dumbo luôn nha. Dumbo này mà thả hồ thủy sinh chơi top view là nhất cái nách y bài luôn nha mấy ông. Chưa đâu, qua bên đây xúc thêm mớ Dumbo coi nữa nè, thả ra ngoài đó cho đẹp. Đó, Dumbo coi full platinum luôn nè, đẹp chưa? Vớt một hồi thì cũng đựng mớ nè, nhiêu đây chắc cũng đủ rồi. Giờ thì giọt xuống nhà đem ra ngoài thả thôi. Mấy con này trước khi thả vô hồ á thì mình ngâm tầm 15-20 phút nha, rồi mình thả từ từ ra. Đó, chứ không là nó bị sốc nước. Tính ra là cái khay cá này tôi ngâm 3 tiếng đồng hồ luôn mấy ông. Chui vô nhà nhiều chuyện với gình mấy con chim nè, cái quên luôn mất tiêu luôn. Giờ thì ra thả tụi nó nè. Sau một hồi á thì tụi nhỏ đã quen với môi trường rồi nè. Quẩy quẩy cái tay nó bu lại nó đòi ăn kìa mấy ông. Đó, nhìn thích ghê chưa. Ông nào mà thấy thích á thì quất cái hồ đi, còn cá thì cứ ới tôi nhen. Còn cái ổ chim này á, có ông nào đón được ổ chim gì chưa, comment cho tôi biết nhen.